Chiều ngày 10 tháng 10, Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên. Cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường trình bày 6 báo cáo tham luận của tác giả, nhóm tác giả với các cách tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn đa chiều, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên. Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích thực trạng những hạn chế, khuyết điểm công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên, đề xuất những định hướng giải pháp hữu hiệu nhất góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên. Hội thảo là diễn đàn khoa học kết nối, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa viên chức lãnh đạo quản lý, giảng viên, học sinh sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục khơi dậy và phát huy sự sáng tạo, niềm say mê nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên để học sinh sinh viên có thể mang đến những công trình đề tài nghiên cứu ngày càng chất lượng, có giá trị khoa học hơn nữa, từng bước xây dựng trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.